chậu xong rồi nè các bạn. Thì mọi người nhìn thấy mấy cái chậu của tiền trong đây nè. Tiền đây đã rồi. Tiền ủ bán vài bữa cho phân nó một cái quay nó tơi xốp rồi tiền trồng hay hai ba bữa. Trồng rau, trồng hoa rồi chơi. Ở bên đây mấy chậu mấy cây hoa tiền bứng bỏ hết rồi. Chuẩn bị trồng cái mới. Nay lúc này nắng dữ lắm nha mọi người, tiền trồng ở cho phần chỗ mát cho này nè. Còn ngoài kia tiền chắc không trồng nổi rồi, nắng chết cây hết. Còn trong mát mát này nè. Chào mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ quay cái chậu này, tiền chuẩn bị trồng hai màu gà nè mọi người. Rồi tiền sẽ bứng cái cây hoa màu gà ra tiền trồng. Tiền trồng một số chậu à. Còn một số thì bữa tiền sẽ trồng bắp cải. Tiền có mua cái bịch hạt giống bắp cải, tiền sẽ trồng thử trong cái chậu này thử coi nó tốt nó lên hay không. Mình sợ trồng ngoài sẽ nó không tốt, còn trong đây thì dinh dưỡng nó sẽ này nó nhiều thì nó sẽ tốt hơn. Tại cái bắp cải là nó rất là bự mọi người. Mình trồng mình phải phân thuốc này kia nhiều, tiền chủ yếu tiền trồng phân chuồng phân bò á. Nên tiền sẽ trồng ở trong cái chậu này luôn. Chứ tiền sẽ trồng chừng 10 chậu cho nên tiền sẽ lựa những cái cây mà nó ú. Nó ú rồi mình trồng nó cho nó tốt. Cái chậu này thưa cây ú hết trời luôn. Nhiều ghê luôn á mọi người. Trồng mắm hết cũng uổng mà đem vô nhà thì sợ gà nó ăn. Ôi tốt ghê luôn. Phải có nhà bạn nào ở gần gần tiền cho một mới về trồng. Nhìn cái hoa màu gà đẹp ghê ha. Đây là lần đầu tiên tiền trồng hoa màu gà búa luôn á. Nhà tiền sinh của cái cô kia về nhà có trồng được mấy cây á. Nó ra thì thấy màu cũng đẹp. Để trồng vậy bữa nó lên màu thì sẽ quay cho cả nhà xem. Tiền gieo này con để cũng hơi lâu rồi nè. Này phải tranh thủ bứng ra trồng mới được. Thì cuối cùng tiền đó bứng được bao nhiêu đây nè mọi người. Tiền bứng nhầm trồng 13 chậu 13 cây. Ủa phải chi cái này ra đợt Tết ngon ha. Ủa mấy cây đa thích chưa làm uống nè. Ra đợt Tết trồng bán Tết. Trong nhà còn mấy chậu nữa mà tiền nhỏ đi vô nhà trồng. Chắc dính cái chậu trong nhà còn ra đây luôn á. Trong để ở nhà gà. Nè, ở ngoài đây mà nó còn ra ngoài đây nó cắn được nè mọi người. Mấy cái cây hoa vàng thọ pháp của tiền nè. Tiền mới tỉa ra nè, còn như đây. Vậy tiền sẽ qua bên kia tiền trồng. Ủa mấy cây này ú đã ghê được chứ. Bỏ tiếc lắm luôn á. Tiền bứng ra cái. Có mấy cây nhỏ tiền trồng này chưa mốt rổ bao chưa. Vậy tiền sẽ đem qua bên kia rồi tiền trồng. Đây là mấy cái chậu của mình nè mọi người. Trồng mấy cái cây lùng lùng đợt trước và tiền trồng mấy cái cây sao, cây cao sao. Thì tiền mới trồng hành xong rồi nè mọi người. Trời ơi thấy thích ghê luôn. Cây đẹp cây nấy cũng ú không ha. Ôi bự ghê. Ôi cái cây nhìn nó mập, nó mập. Ôi thấy mà mê luôn á. Nè, nhà cái nhà xịp nó ú nè. Ba chậu thôi, trồng cho nó bự rồi đem vô nhà để trước cửa nhà có bông hoa chơi mọi người. Giờ tiền sẽ tưới nước rồi đi vô cũng chiều rồi cả nhà. Nhìn thích ghê ha. Tiền trồng hoa mà y tưởng tượng như Tết. Ngày nào đối với tiền cũng là Tết á. Giờ tiền thích rất thích trồng hoa. Xin mấy bà cả nhà nha, chúc cả nhà một ngày vui vẻ nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Đây mấy cây hoa màu gà của tiền mới trồng hồi chiều hôm qua nè mọi người. Và sáng ngày tiền ra tiền quay cho cả nhà xem nè. Ôi trồng được mấy chậu rất là thích luôn. Cái này phải chi ngay nè, đợt là đợt Tết không mọi người. Tết mình trồng đẹp đẹp mình bán. Cây nó ú đã ghê luôn. Quá đẹp luôn. Kiểu nu nằm. Hồi còn nhỏ là bị mấy con gà nó rỉa đó mọi người. Tiền trồng được 13 chậu. Rồi sẵn quay cho cả nhà xem là bữa tiền hái cái hoa vàng thọ khô tiền gieo nè, lên quá trời luôn nè mọi người.
rồi thích ghê luôn, mốt trồng đã luôn. Tiền trồng thì nó giống lại Tết tiền trồng luôn. Tết mình tiết kiệm mình đỡ mua. Quá trời luôn. Rồi thích ghê. Tiền gieo hôm bữa tiền bắt ốc, bữa nay cũng là qua 4 ngày, chắc 4 ngày quá. Lên mạnh ghê. Mình để hạt khô mình gieo nó ngon hơn. Bữa thì gieo hạt tươi tỷ lệ lên nó ít.